Cả nhà ơi, sắp tới Tết rồi, các anh chị nhà mình đang lựa chọn xem thử cái dòng hoa nào chơi Tết mà giá trước tiên sẽ là rẻ đúng không? Mà hoa thì lại cực kỳ thơm cả nhà. Em gửi tới cho các anh chị nhà mình toàn bộ là hàng đang nụ nụ như thế này thì các anh chị nhà mình chơi là chuẩn Tết luôn rồi nè. Đang phân nhánh hoa, mỗi mắt hoa như thế này nó sẽ còn phân nhánh ra cho 2 hoặc 3 hoặc 4 bông hoa nữa cả nhà ha. Mà hôm nay thì em chia sẻ giá thì lại rất là rẻ cả nhà. Giá chỉ từ 25 ngàn một chậu thôi cả nhà. Rồi phiên hôm nay ưu tiên về một cái dòng hoa Tết nha, một dòng hoa Tết đảm bảo cho các anh chị nhà mình hàng đang nụ hết nha. Em bán là nguyên một khay như thế này cả nhà ha. Một khay giá sẽ là 250 ngàn cho 10 chậu cả nhà ha. 10 chậu như thế này giá 250 ngàn, giá rất là rẻ luôn rồi. Đó, các anh chị nhà mình lựa chọn một dòng hoa Tết mà đảm bảo cho cả nhà mình chơi hoa Tết với cái dòng dẻ hạt hay còn được gọi là phi điệp như thế này. Hoa cực kỳ thơm, đảm bảo cho cả nhà luôn. Cái này mà trong ngày Tết mà trong nhà có những cái chậu như thế này thơm lắm. Anh chị nhà mình có thể mình lấy một combo nè, còn muốn làm một chậu lớn mình có thể mình lấy hai combo, mình về mình dồn cũng được cả nhà. Riêng về cái dòng này thì lại rất là đa dạng mặt hoa cả nhà ha, toàn bộ là hàng đang nụ. Mà em các anh chị nhà mình lấy combo như thế này thì em sẽ lựa cho nó đa dạng mặt hoa để cho cả nhà mình về mình sưu tầm, mình sổ hoa cho một cái chậu hoa nó rực rỡ luôn. Về mặt hoa của nó nè, cực kỳ đa dạng nha cả nhà. Lưu ý cho em nha, dòng này là dòng thân thông, cả nhà mình có thể nhìn xem nè, nó sẽ xuống hết lá cho hoa cả nhà ha. Nên là các anh chị nhà mình có thể mình thấy những cái thân trơ trọi như vậy thôi, nhưng mà nó cho hoa nó mới rực rỡ. Toàn bộ là hoa như thế này. Còn muốn mà chậu lớn á cả nhà, gộp lại như thế này đi, lấy một combo, hai combo như thế này gộp lại luôn đi cả nhà. Gộp lại làm một chậu lớn và sau hoa, lưu ý giúp em nha, sau hoa là sẽ là một cái mùa mầm gốc lên. Một cái mùa mầm gốc lên nha. Nó là dòng thân thông, mầm sau hoa là mầm gốc sẽ lên khỏe đẹp cho các anh chị nhà mình. Chơi Tết xong thì vẫn có những cái giò chậu lan để cho cả nhà mình chăm sóc thêm thì quá là rẻ rồi. Mà hôm nay 250 ngàn lượt 10 chậu, một combo 10 chậu là những khay em đã lựa ra như thế này cả nhà ha. Một khay á thì giá sẽ là 250 ngàn. Phí ship lưu ý giúp em, phí ship là 35 ngàn cả nhà ha. Phí ship giao hàng toàn quốc 35 ngàn đi. Còn hôm nay anh chị nào đó, phiên hôm nay em lên thì hàng đang nụ Tết giá rẻ luôn rồi. Mà đặc biệt đi, anh chị nhà mình mà muốn mua hai combo, em sẽ ưu đãi miễn phí giao hàng luôn. Còn riêng về những cái hàng cây bên em á, em chủ yếu em chia sẻ giá rẻ để cho các anh chị nhà mình chơi Tết được có những cái giò hoa đẹp mà giá nó mềm mại. Anh chị nhà mình về có thể mình sang chậu như thế này nè, thao tác rất là đơn giản. Cái hàng như thế này em đảm bảo cho các anh chị cây bên vườn đã thuần lâu năm. Em bán cho anh chị nhà mình về mình chơi hoa cây khỏe nè, sau hoa mình chăm sóc thêm chứ không phải là cái hàng mới trồng. Nó về nhà cả nhà mình có muốn sang chậu cứ sang chậu ra thoải mái. Nhìn bộ rễ như thế này thì cả nhà mình cũng có thể biết được rồi đúng không ạ? Đây, và chậu thì em cũng sẽ lựa toàn bộ là cây đang nụ gửi tới cho cả nhà mình. Chậu nó có thể sẽ có một hoặc từ 1 đến 2 thân đang hoa cả nhà ha. Toàn bộ em sẽ lựa là hàng đang nụ. Lưu ý cả nhà ha, giá rất là rẻ luôn rồi. Cây thì đã thuần khỏe lâu năm. Lưu ý ha, dòng thân thông xuống lá cho hoa cả nhà ơi. Các anh chị nhà mình sưu tầm ngay đi. Phiên hôm nay giá rất là mềm mại luôn rồi. Đây nè, đây là những cái khay em lựa chọn sẵn nè. Toàn bộ là hàng đang nụ cả nhà, khay nào cũng đều như vậy. Lưu ý nha, cứ về nhà là cứ các anh chị nhà mình chơi hoa xong mang ra ngoài nè, tưới nước non là tiếp tục sẽ là một cái mùa mầm gốc lên cả nhà. Đây, toàn bộ hàng đang nụ như thế này em đã chọn lọc sẵn luôn rồi, sẽ gửi chuẩn đến cho các anh chị nhà mình. Và một lưu ý nữa là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cả nhà ha. Khui hàng kiểm tra nè, cây đang nụ như thế này thì cả nhà mình thanh toán cho bên nhân viên giao hàng tận nhà cả nhà ha. Để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn và lên đơn cho cả nhà mình luôn nha.